Hello nha anh em. Đáp lên ba cái mở kinh cho anh em tham khảo nha anh em ơi. Cái giữa thì ABS ha, hai bên thì CBS. Quá mới luôn nha anh em. Giờ mình chỉ có Udo thôi. Mấy cái dòng này thì nói chung là nó cũng giờ giá nó cũng không có không có mắc gì, thành ra mấy cái đồng hồ này nó cũng chuẩn rồi em ha. 2386 cây nè. Rất là mới luôn. Rõ theo xe còn quá chát, anh em không biết nói gì luôn. Anh em coi video cảm nhận nha. Rất là mới. Em quay dịch thời gian một chiếc chỉ là 2-3 phút nha, chưa có tăng sên nha. 2020 chưa có mở bánh nào hết á, bầu mới luôn. Một xe ha, rồi giá 30 triệu nha anh em, bao mới nha anh em ơi. Đấy. Tiếp đến là em này thì ABS. ABS ha, nhìn màu đen bạc. Này có 1.001 cây rồi anh em ơi. Này còn mới giữ nữa. Ha, đồng hồ này kia đồ thì bao đúng anh em yên tâm. Quá mới luôn anh em. Nào. Không lỗi. Cậu không lỗi khỏi báo nhiều đâu. Quay mấy cái này đỡ nói lắm nha anh em. Có gì đâu nói. Mới từ trong ngoài, từ dưới lên trên, từ trên đến dưới mới chát. Thằng này chắc 2021. Ồ 2019. Bởi vậy thấy không? Cách chạy. Đúng là thằng này cầm nhiều. 2019. Thằng này sau kia đời luôn. Sau kia một năm luôn. Ha, mà đậu không. Rồi tới thằng này, thằng kia 33 anh em ha. ABS còn này 28 triệu nè. Xe này quay lên giảm 500.000 anh em, còn 27 năm. Thằng này đời chắc 29 nữa quá. 29 này đi ra tầm 8.000, 7.831 như 8.000 anh em. Cũng mới trang à anh em ơi, quá trời dơ rồi. Nhà nó đóng ha, cũng còn rất là mới luôn nha nè, thấy không, mới chắc rồi. Anh em xe nào chiếc nào thì liên hệ á. Thằng này 27 năm, 27 năm. Thằng này 33, thằng này 30. Tiền nào của nấy, giấy phép là anh em mua yên tâm. Chắc xe nào ra chắc xe đó đàng hoàng, uy tín cho anh em ha. Rồi cảm ơn anh em đã xem video. Số điện thoại với địa chỉ em để phần mô tả nha, anh em liên hệ nha. Rồi xin cảm ơn.